Hôm nay đi tới chỗ cảnh đẹp ở Portland, Oregon. Và hôm nay tới Welcome to the Grotto National Sanctuary of Our Sorrowful Mother. Ở chỗ này là có tượng Đức Mẹ Sầu Bi. A place of peace, prayer and natural beauty. Ooh. Yeah, hôm nay đi về chỗ này nha, nghe nhiều người nói tới lắm. Chỗ khu vực cảnh Đức Mẹ Sầu Bi. Xung quanh cây cối rất là cao, đẹp, toàn là cây thông không. Bắt đầu là có một cái tiệm gift shop này, giờ với tiệm gift shop nha. Rồi mình đi một vòng lên coi tượng Đức Mẹ. Vô gift shop nha. Vô ngó ngó không? Hay là lúc về mới ngó? Welcome to the Grotto. Vô gift shop đi. Mình ngó một vòng. Hay hôm mình đi đi. Mình đi xong tí nữa mình ghé vô gift shop. Lỡ về mình có mua cái gì mình xách. Chứ sách lên thì mất công. Yeah. Có nhiều khách hành hương lắm nè. Chú này Việt Nam phải không? Yeah. Yeah. Dạ ở Las Vegas. Dạ. À vậy hả? Ôi chào anh chị. Dạ vâng. Dạ hương giáo xứ Đức Mẹ đã vang. Dạ đúng rồi đó, hôm qua mới ghé thăm giáo xứ Đức Mẹ. Dạ tới chưa? Dạ. Tối hôm qua tới rồi. Tới rồi. Tối hôm qua ở tới đi. Và được đi tour trong nhà thờ luôn. Tối hôm qua đã có tour rồi. Dạ tối hôm qua em xin tour. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Em ở Las Vegas. Dạ, đây cũng gặp mấy anh chị này. Dạ, không tụi em bay qua. Dạ, tụi em bay qua rồi nghe nói ở đây đẹp lắm cho nên phải đi coi nè. Dạ. Bắt đầu chỗ này nha. Trời ơi nhiều đường đi quá, không biết đi đường nào luôn. Có những cái bạn chỉ dẫn cho mình đi nè. Tại đây là có Đức Mẹ gì nè, của nước nào ta, thôi mình đi quay thôi chứ nhiều chữ quá mình không biết đọc từ đâu. Có một tượng Đức Mẹ vẽ ở trên giống như sơn dầu á, mà vẽ trên gỗ. Đức Mẹ Bế Chúa, không biết là của nước nào nhỏ hả? Thôi cho mọi người coi hình thôi ha. Đó, được lồng trong một cái nhà kiến này. Đó. Trời ơi, mát đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Dạ, thôi mình tới mình coi cái bảng information này coi có gì này ha. Những thông tin này. Những thông tin, cái mặt kiến của nó chói quá chắc mọi người không thấy đâu. Và có cái map nè. Và có những hình ảnh này. Anh ơi, anh ở đây anh biết, anh đi nhiều anh quen phải không? Đi theo anh nha. Nhà đi chung đi chứ em, tụi em nhiều đường quá, tụi em không biết đi bắt đầu đi đường nào luôn. Dạ. Em có, thôi em cũng ok rồi. Trên đây là thấy lạnh đó, phải có mặc áo lạnh này. Nhiều đường đi lắm, chắc mình phải đi theo anh thổ địa ở đây. Để ảnh dắt đi coi là bắt đầu đi từ đâu nè. Hình như là bắt đầu ở bên kia là tượng Mẹ Sầu Bi bên kia kìa. Thổ địa đi thì cứ đi theo. Wow đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Trời hôm qua tụi em đi coi á hả? Trời ơi thật là một cái công trình vĩ đại đó mà có 13 triệu. Thôi bây giờ mình đi nha. Ngày hôm qua mình đi coi nhà thờ Đức Mẹ La Vang á, cho nên mình thấy mừng cho nhà thờ Đức Mẹ La Vang Portland mua được nhà thờ rất là rẻ và rất là đẹp. Còn hôm nay là mình đi coi, đi thăm viếng Đức Mẹ. Có rất là nhiều đường đi và mình không biết đi đường nào, cho nên là hên quá gặp được một anh thổ địa ở đây sẽ dắt đi nha. Anh thổ địa này cũng dắt hai anh chị người Cali để mà đi vô đây thăm Đức Mẹ và ngắm cảnh đẹp quá. Đây Main Plaza and Chapel of Mary.
rồi nó có elevator để mà lên Upper Garden, wow, rồi nó có Visitor Center, rồi nó có Conference Center. Yeah yeah yeah, thích quá. Đây đây. Ôi trời ơi, trong bên trong kia núi cao kìa. Bên kia núi cao, thông đẹp. Ôi đẹp quá. Bên bên trên mình đi theo các cái đường. Ôi trong kia có nhà chapel kìa đó. Yeah. Oh yeah. Ai mà chưa đi phải đi nha. Vô đây là thấy cảnh nó đẹp. Ôi cha. Ôi cha. Đẹp chưa? À, trong đây là có bắt đầu tượng, không biết là có phải là làm 14 tượng đàn thánh giá, mà trong đây thấy có Chúa Giêsu Vác Thánh Giá này. Rồi vô khuôn viên chỗ này là đẹp chưa? Ở đây người ta có làm lễ này. Wow, đẹp quá mọi người. À, Đức Mẹ Sầu Bi này. Năm là đại hội đây này đi. Mọi năm đây này. Nhưng mà bây giờ thánh đường mới thì không có mướn này nữa. Dạ đúng rồi, hôm qua có nghe anh kia nói là mọi năm á, là bắt đầu á, là từ đây này. Là mình đã là đại hội năm thứ bao nhiêu rồi anh? 45 đó. Dạ dạ 45. Như vậy ngày xưa mình đại hội ở đây thì mình chứa được bao nhiêu người anh, được bao nhiêu người đi? Thì bây giờ khoảng chừng 4-5 ngàn người. Dạ đúng rồi. Nhưng mà kia cũng vậy thôi. Dạ. Đây nhá, đây này. Wow. Nên xin gì nên xin mẹ đây nè. À nghe Đức Mẹ Sầu Bi này nghe nói rất là linh thiêng này, ai muốn gửi thông điệp gì cho mình gửi nha, mình sẽ gửi lên cho mẹ này. Đây là nơi chỗ thông tin information, các hình ảnh này. Các hình ảnh. As we look with hope of future, và lịch sử khi mà bắt đầu mới xây, hình ảnh hồi mới xây, wow, đúng chưa? Ngày xưa này, the international international xây những cái đông người. Đây là những hình ảnh sơ khai này. Quảng trường mà có hình Đức Mẹ Sầu Bi này, chúng ta đã từng có những ngày đại hội để mà tới có đại hội cái này là của người Mỹ đó nha, đó là lên tới 60.000 người. Những hình ảnh hồi mới xây dựng này, hồi sơ khai đó, bắt đầu từ bên này này. Sùng đạo lắm đó chứ. Đây là một cái đại hội năm 1934. Đông trên. À, mình gọi là The Rodel. Mình gọi bằng tiếng Việt là trung tâm Đức Mẹ Sầu Bi á. Đây là nhà thờ mà mình mới quay bên kia xong này. Tất cả những cái hình Đức Mẹ này giống như nhà ba mình. Nhà ba mình cũng có một cái tủ. Ba mình thích rất là nhiều tượng Đức Mẹ. Và trong đây có những tượng Đức Mẹ ba mình chưa bao giờ có, nhưng mà họ đâu có bán đâu mà mua. Này, display only, not for sale. Đức Mẹ này đủ mọi kiểu. Ai mà thích collection nó, thay vì collection những thứ khác thì mình collection Đức Mẹ đi, collection tượng Đức Mẹ.
kiểu này giống như là kiểu của người Nhật Bản này. Đó, rồi kiểu của người giống như người các bộ tộc này. Giống như mình là có Đức Mẹ La Vang. Ở trong đây thấy có hình Đức Mẹ La Vang không? Là đủ mọi tượng Đức Mẹ theo từng sắc dân đó. Chưa thấy tượng Mẹ La Vang luôn. Sao bạn già? Quá, già quá. Display only, trời ơi, không được mua này. Tí nữa vô gift shop nha, vô gift shop coi mình có thể mua được cái gì bên gift shop này. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài coi tiếp nha. Đây là ở trong cái văn phòng mà để mà information và thông tin về nơi này đã được xây cất như thế nào. Nhiều khách hành hương bắt đầu bằng từ nơi mẹ sầu bi, rất là nhiều người xin mẹ là được ơn này. Bây giờ ai muốn xin được ơn gì này, Ngọc Thủy sẽ đi gần tới cho mọi người thấy nha. Đây là khuôn viên cảnh giống như là chỗ linh đài mà hay làm lễ đó. Đức Mẹ sầu bi đang bế chú ở trên kia trong một cái hang đá coi như là to mà thiên nhiên lắm nha mọi người ơi. Đây mình đi gần tới nha, mình có bậc thang đi lên, hình như là được cho đi lên, được cho đi lên nên mình sẽ lên, mình sẽ lên để lấy cận cảnh cho mọi người thấy nha. Hai bên là có nến này, đây là mẹ sầu bi này trong một hang đá. Ai xin gì ai xin gì, mình đã có một túi để mà cầu xin đây này, rất là nhiều ơn, rất là nhiều công việc, nhiều người đã gửi tới muốn xin này, xin mẹ dâng hết lên cho mẹ này. Đã cận cảnh đây mẹ sầu bi trong khuôn viên của khu vực The Grotto, đẹp chưa? Đó, ngày xưa là Đức Mẹ La Vang Oregon, đại hội Đức Mẹ La Vang Oregon này làm tại nơi đây. Đức Mẹ La Vang, đại hội Đức Mẹ La Vang Oregon là năm thứ 45 rồi nhé. Và 2 năm vừa rồi là không làm ở đây, mà về giáo xứ mới mua được đó. Đây là cảnh khuôn viên của bên kia là khu vực chapel, mình phải mua ticket mình mới đi vô được kìa. Rất là nhiều tourist nha, nhiều tourist. Mình biết được nơi đây do những người ở nhà thờ La Vang hôm qua giới thiệu này. Không biết ở đây bao lâu thì có một thánh lễ. Và bên đây là chapel, rất là đẹp. Xung quanh cây đây cảnh đẹp không này? Đẹp nha. Mùa này thường thường ở đây hay mưa, nhưng mà hôm nay không có mưa. Và có thể là vì mình mang khí hậu của Las Vegas cho nên nắng ấm rất là đẹp. Đây, khách hành hương người ta vẫn đi, nhiều người Phi này, nãy giờ mình gặp được nhiều người Phi, nhiều người Mễ và Mỹ này. Bên đây, xung quanh đây là nhiều ảnh tượng của Đức Mẹ, người ta cầu nguyện này, cầu nguyện, cầu xin. Và bên đây là, để mình đi tới gần tới nơi, mình chưa có ticket, chưa có vô được, nhưng mà hôm mình đi gần tới nơi cho mọi người thấy nha. Ở bên ngoài là có gift shop rất là đẹp, xíu nữa mình sẽ mua một số gift. Ai cần mua gì, ai thích mua gì nè, mình mua cho. Mother of Sorrow Visitor này, chỗ này là trung tâm thông tin cho những người cần tới. Wow, chỗ này mới gọi là tháp chuông mà sao cao lắm. Tất cả mọi thứ xây là bợ lên sườn núi hết này. Cao chưa? Chà, bợ trên sườn núi. Và khu nhà trên kia là để cho người ta lên để nhìn từ trên xuống này, khu nhà kính.
mình anh tourist chắc anh đi đâu rồi, tại vì mình chưa có ticket, anh đi trước rồi. Anh đi trước rồi cho nên là có mass schedule đây, mình sẽ coi mass schedule coi là sao ha. Mass schedule Monday to Saturday là 12 giờ trưa, Sunday 8 giờ, 10 giờ và 12 giờ trưa có Filipino Mass, Spanish Mass. Wow. Wow, xung khuôn viên nhà thờ bên trong này không biết là mình được vô không. Trời ơi, nhà thờ đẹp quá nè. Wow, giống như là đang chuẩn bị 12 giờ trưa là có lễ. Wow. Đây bên trong. Đẹp quá. Ngay trên kia là có hình Chúa Cha Chúa Con, có hình Đức Mẹ này, Đức Mẹ được Chúa Cha Chúa Con tôn vinh này, đeo mũ chùa thiên này, đội mũ chùa thiên này, rồi xung quanh này những hình ảnh được 12 đàng trưởng đàng thánh giá. Ở bên kia có các tượng thánh, thánh Đức Mẹ này, rồi có thánh Giuse này và có một vài tượng thánh giáo hoàng. Wow, không biết là mình được tham dự thánh lễ. Yeah, no, no, you can come in. I just let overall a view. Để mình đi ra chỗ balcony này mình nhìn xuống coi nha. Đây là bên hông của nhà thờ này. Nhìn xuống này. Đẹp chưa? Ồ, hết hồn, em không biết. Em không biết là mấy người kia đã đi đâu rồi. Em mới đang đi ngó một vòng, có thể là đi trước mình rồi. Đi. Ở đây có lễ 12 giờ. Rồi nha, bây giờ mình sẽ đi tiếp tục và mình chỉ quay được cho các bạn coi được ở trên đây có Đức Mẹ Lục. Rồi xong rồi chỗ này rồi mình đi nói chỗ này đi cái chỗ bây mà bây giờ mình sẽ đi lên upper level. Chỗ upper chỗ level, Nike, upper level Nike nha, từ từ dưới mình đi lên này mình không có ticket nha, mình mua ticket để được đi vô cái cổng đó. Nếu mà không mua ticket là không vô được cổng này nha. Phải mua ticket nha. Tại vì trong đây họ cũng cần cái sự bảo trì đó. Cho nên ticket đâu, ticket đâu? Không bỏ ticket mà lại đi vô kìa. Phải có ticket. Dạ đúng rồi, có một khoai thế hả? One or two? Yeah, only one. Only one mà vô được hai người à? À, mình là không có số phone nó. Vậy hả? Vô. Nhưng mà vô mình không rồi. Biết thì mình không biết là mình có đi được hay không. Nhưng mà anyway. Ủa? Nhưng mà anyway thì vô rồi nhé, phải vô cổng phải có mức tiền đó, tại vì những cái công trình như thế này chắc chắn là mình cũng cần phải có cái sự bảo trì, cho nên là phải vô, phải mất tiền để có tiền bảo trì. Bây giờ mình vô upper level là mình phải đi thang máy này. Đây là thang máy. Lên tức trên mây xanh nha. Rồi đi thôi, từ bên trên nhìn xuống. Trời, cái này mà cho mình ở đây được mấy ngày ha. Mình sẽ đi hết mọi ngóc ngách. Đi lên thang máy. Chung là chị của anh em của chị của Hồng hả? Có một thang máy thôi, cho nên là chắc là bận rộn và busy lắm. Lúc nãy mình đã coi bên trong kia chỗ cái khu vực chung mà xây dựng nhà thờ này. Ủa, hai cái chung vậy hả? Mà cái chung ngành chung kia của mình hả? Kế bên thang máy có hang đá Đức Mẹ Lộ Đức này. Có hình Đức Mẹ Lộ Đức và chị Thánh này. Còn thiện chung là đâu? Chỗ này không có an toàn cho nên họ làm mình có thể đứng dưới này cầu nguyện chứ không đi lên được nha. Mà ngày mai đi làm, ông nói thiện chung là ngày mai đi. Từ thang máy đi ra nha, từ thang máy đi ra không biết là lên độ cao bao nhiêu. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đó, từ bên trên mình nhìn xuống, đây là nóc nhà thờ lúc nãy mình thấy đó. Nhà nóc nhà thờ sâu ha.
đi 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 đi. The product is smoke free property. Ồ, vào đây không có được hút thuốc nha. Đừng có nghĩ thấy ngoài trời rồi vào đây hút thuốc nha. Đây sùng đạo quá ha. Ồ, sùng đạo nên họ mới xây lên được cái khu vực này. Và có những năm là có những đại hội của người Mỹ họ tụ tập về đây. Bên hướng này có cái gì này, đi ngó bên hướng này đi rồi mình đi ngó bên hướng đó. Ừ, trong đây rộng lắm, nhiều ngõ ngách lắm, cho nên mình không có chắc chắn mình sẽ không đi hết các ngõ ngách được, không biết mà đi, tại vì nhiều đường. Đây họ cũng có restroom đặt mọi nơi này, lỡ ai cần đi restroom đó, chỗ này này. À, cái nhà này nhà kính mình nhìn xuống được này. Mình đi lên chỗ nhà kính, chỗ này họ cũng làm cái có cái handle để đi lên. Yeah, vô nhà kính này nhìn xuống bên dưới nha. Là một chapel. This chapel was built in the memory of Marilyn Moyer, opened on the St. Patrick's Day 1991. Okay. Dạ. À, nhìn là thấy mát mẻ đây nè. Bên kia là thành phố kìa. Rồi mình đi vô trong nha, vô trong để nhìn xuống này. Ồ, có đức mẹ Sobi, một tượng đức mẹ Sobi rất là lớn. Và nhìn xuống bên dưới đây đức mẹ Sobi, chờ xíu đọc kinh nha. Thôi nhìn xuống thành phố họ làm. Ừ, ok rồi. À, nhìn xuống thành phố. Nhà kính này để nhìn xuống. So when they're out playing, kế tiếp mình đi hướng nào? Hướng này hay hướng này? Bên này này. Hướng này trước đi rồi qua hướng này. Được, nó được đường nào u quá trời lớn không ạ? Đây này. Mình đang ở đây. Rồi bây giờ bắt đầu đi hướng này. À, bây giờ mình đi. Mình đi xong mình trở lại đây phải không? Đúng rồi. À ok, thôi mình đi hướng này rồi mình trở lại đây. Rồi. Cỏ kìa, họ cũng phải xịt nước kìa. Xịt nước. St. Jude's Status. Cây này nó hay nè. Chứ đúng ra cái nhựa của cây do cây dầu nó xuống. Nó làm cho chết hả? Đẹp chưa? Ồ, chưa bao giờ thấy cái cây này mà nó to vậy nha. Cái cây hoa này này. Có chim bourbon. Ở trong đây quá đẹp thì chắc chắn là có chim, có thỏ, có sóc. Này, cái cây này chưa bao giờ em thấy mà nó lớn như vậy hết. Yeah, gặp mà anh chị tourist. Đây có phải là mấy cái hồi chú Xu với bạn mới sinh em bé. Ừ. Còn cái bà cái gọt cửa đấy. À đúng rồi, giống như là đức mẹ muốn chuẩn bị sanh. Rồi bên này là sanh trong hang đá. À, bên này là Thánh Giuse đang đi tìm quán trọ. Đúng rồi. Thánh Giuse đây. Đây là Đức Mẹ Sinh rồi, có ba vua này, ba vua tới viếng thăm này. Rồi bên này là Đức Mẹ Dân Con Vào Đền Thánh này. Đó có ông Simeon bế Chúa Giêsu này và nói chuyện với Đức Mẹ này. Một tiếng ngược rồi mà dám nói rồi, lúc này là chạy trốn sang Ai Cập này. Đó, trốn sang Ai Cập đây.
bắt đầu là Đức Mẹ truyền tin, rồi tới Đức Mẹ mang thai, Đức Mẹ đi sinh, rồi gặp ba vua, rồi bây giờ tới đây là Đức Mẹ phải trốn sang Ai Cập đây. Thánh Giuse phải mang Đức Mẹ trốn sang Ai Cập. Nói về cuộc đời Chúa Giêsu đó. Lúc này là thiên thần báo mộng cho Thánh Giuse là bây giờ trở về, đi trở về. Rồi bên kia là khi về đó là Chúa Giêsu đó, Chúa Giêsu chính giữa này với ông bà này là Holy Family, là gia đình ở Nazareth đó. Lúc này là cái ngày lễ đó, cả gia đình lên Jerusalem đó, rồi Chúa Giêsu ở lại này. Chúa Giêsu ở lại. Hai ông bà đó là mất con. Bên này là mất con rồi đi tìm con này. Rồi bên này là hai ông bà vô lại đền thánh này, gặp Chúa Giêsu đang giảng dạy với các kinh sư, với các pha-la-siêu này. Ai có thể chê được cảnh đẹp ở đây ta? Mát mẻ. Một cái nơi tới để đọc kinh. Thánh hình như Thánh Anna này. Anna có một nhà nguyện nhỏ này. Anna như Thánh Anna với Đức Mẹ đó. Thánh Anna này bên dưới là Đức Mẹ đó. Thấy cái dây đề không? Anna Mother of Mary này. Trong đây có tất cả những cái này giống như là Đức Mẹ theo kiểu người China vẽ này. Rồi Đức Mẹ này, Đức Mẹ Mễ này, giống như nhìn là giống như Đức Mẹ Mễ này. Rồi bên đây cũng có một tượng Đức Mẹ Guadalupe này. Đi. Ai có thể cầu nguyện này, ngồi đây cầu nguyện. Ở trong đây là những cái nhà kho private. Đúng rồi, em nghĩ như vậy. Họ có cái nhà ở để có những người vô đây chăm, coi cây, chăm cây, tỉa cây, clean up. Ở đây mấy cây bonsai này đẹp ghê luôn á, mà cái form nó rất là đẹp. Nhưng mà nó không có tỉa, mà nó không có to nữa đâu. Ừ, cái cây này nó già lắm rồi nè, cây bonsai. Cây này tên gì mình quên rồi nè. Japanese marble này Thủy. Đúng rồi, Japanese marble này nha. Nhà mình cũng có mấy cây này nha, mà bên trong này cái thân này đúng là bonsai luôn á, đẹp lắm luôn á. Private area, please do not enter. Wow. Cái nơi này chắc hay là chỉ để cho nhà ở của các cha hay dĩa priest rồi đó. Để làm việc ở đây này, cho nên ở đây họ nói mình đừng có vô. Chưa đổi màu nè. Tới bắt đầu từ từ nó mới đổi nè, nó mới ra lá non. Em nghĩ đây là nhà của các cha ở để mà làm lễ ở đây này. Các linh mục, các tu sĩ ở, cho nên họ nói đừng có vô. Trước khuôn viên của các nhà tu sĩ của cha ở kia. Cây marble, mấy cây marble, Japanese marble rất là đẹp. Ngay ở phía sau và tượng Đức Mẹ Maria lên trời. Peace of Garden. Bên này gọi là Peace of Garden. Người ta cũng đang xây dựng thêm những cái con đường đi thêm á. Người ta mở rộng bên lối này này. Peace of Garden thật đó chứ. Maintenance. Cái nãy mà mình vô cả. Cái phòng nãy mình vô đó. Đúng rồi đó, là mình đi bên kia, mình đi đúng đường đó. Mình đi bên kia xong rồi bây giờ mình đi ra bên này. Chứ bên đó mình không vô là bên này mình không vô được. Elizabeth. Rồi bắt đầu
Elizabeth Joyful đó, đúng rồi đó, là năm sự mừng á, năm sự mừng á, đó đúng rồi. Truyền tin, xong rồi đi thăm viếng, rồi sanh Chúa Giêsu, rồi dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, rồi tìm được Chúa Giêsu, dạ, năm sự vui. Từ năm sự vui sẽ đi qua năm sự thương. Đấy. Đúng rồi. Cái này đúng, có cái kia đúng, 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 đúng. Này lại thêm một cái cây Japanese marble nữa này, đẹp không? Yeah. Ừ. Đi qua năm sự thương nha. Đây là năm sự thương này. Năm sự thương. Chúa Giêsu lau bùn đổ mồ hôi máu. Rồi Chúa Giêsu bị đánh đòn. Rồi Chúa Giêsu lau bùn đổ mồ hôi máu, đánh đòn, chết. Đổ mẫu gai, vác thánh giá rồi chết. Năm sự không năm sự mừng sống lại rồi. Đây là năm sự mừng. Chúa Giêsu sống lại này. Rồi Chúa Giêsu lên trời này. Thánh Thần hiện xuống này. Đức Mẹ này, hai cái bên dưới là được Đức Mẹ được tôn vinh này. Năm sự năm sự mừng. Sống lại này, lên trời này, Chúa Thần hiện xuống này. Đức Chúa Trời thưởng cho Đức Mẹ này. Glorious Mystery. Năm sự mừng đi. Ủa sao họ chặt cái cây này đi này? Cây này chắc chết này, để họ chặt đi này. Hay là họ làm cho nó thoáng hay sao á nha. Họ đang định làm cái gì, xây dựng cái gì. Ta, chim hót. Đây là năm sự vui mừng thương. Đây như năm sự sáng này. Năm sự sáng không có nhớ hết nha. Nhưng mà năm sự sáng là Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều này. Cái này là Chúa Giêsu biến nước thành rượu này. Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều này. Cá đó. Rồi nên năm sự sáng. Đấy, cái này là chắc update. Năm sự sáng này. The way of our sorrowful mother. Chặng đàng thánh giá đó. Nơi thứ nhất này. Phải thứ nhất rồi. Simon. Lúc này là Đức Mẹ dâng con này vào đền thánh. Ông Simeon nói về Đức Mẹ sẽ giống như bị đau khổ. Đây là cái con đường mà tới Đức Mẹ đau khổ. Nói về Đức Mẹ thôi. Sorrow of Mary. Đi qua Ai Cập này, Egypt này. Đi lặn lội, phải bế con đi đi qua Egypt để trốn. Tới đây làm cái này nè, I love you nè. Chỗ này là Đức Mẹ mất Chúa trong đền thờ này. Lo buồn này. Đi hai ông bà đi tìm hỏi người này người kia coi Chúa ở đâu. Cái này là Chúa Giêsu vác thánh giá nè. Bắt đầu vác thánh giá này. Vác thánh giá mà lúc gặp Đức Mẹ là nơi thứ 4 á. Vác thánh giá gặp Đức Mẹ. Tại vì đang nói về cái con đường Đức Mẹ đi tới đau khổ đó. Đau khổ cuối cùng là Đức Mẹ thấy Chúa bị chịu chết.
chết này. Ừ, Đức Mẹ phải đứng dưới chân Chúa Giêsu này lúc mà Chúa Con chịu chết này. Trong sách Kinh Thánh John 19:18 đó, mình muốn tìm được cái câu Kinh Thánh đó. Đức Mẹ thấy con mình bị đóng đinh. Đức Mẹ phải bế Chúa Giêsu mà tháo đanh Chúa Giêsu đó. Tháo đanh Chúa Giêsu. Đau khổ ôm con chết. Lúc này là Chúa Giêsu trong bỏ trong mộ á. Là mang Chúa trong mồ rồi cho nên có mấy tảng đá. Đức Mẹ này là của nước nào này? Đức Mẹ mà. Cái hình Đức Mẹ mà Đức Mẹ có cái gạch gạch trên mặt là biết cái gì không? Là cái thời mà người ta không nhớ chính xác là lịch sử của nước nào mà lúc mà có chiến tranh đó rồi có người. Đúng rồi, hình Đức Mẹ cứu giúp đó bị người ta lấy cái gươm á đặt lên trên cái mặt của cái hình. Của cái hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho nên cái vết đó người ta vẫn cứ để như vậy. Và có những bức tranh sau này họ vẽ lại họ vẫn giữ cái vết đặt đó. Chứng tỏ là đã có những người mộ phạm đến Đức Mẹ đó. Đây là Đức Mẹ La Vang của mình. Vietnamese Shrine. Đền Đức Mẹ La Vang. Kế bên là Đức Mẹ Tàu hay là Nhật. Nhìn Dambana là Filipino Words of Author. Wow. Đúng rồi, Đức Mẹ Dambana của Filipino, của người Phi. Đây là Đức Mẹ Mễ, Our Lady of Guadalupe, tượng Đức Mẹ đó, hình Đức Mẹ đó, là vào cái năm 1531 đó. Cái hình này có lịch sử là Đức Mẹ làm phép lạ đó, làm phép lạ trên áo của ông Thánh San Diego. Tượng hình Đức Mẹ Guadalupe được thể hiện trên áo của Thánh San Diego này. Đức Mẹ Mễ này rất linh thiêng đó nha, nhiều người cầu xin lắm. Không biết là biểu tượng, có biểu tượng Đức Mẹ Sầu Bi chứ. Có cái bảng mình đi vô Polish, đúng rồi, của người Polish, đúng rồi, người Polish. Đây là tượng thánh Francisco này. Francisco yêu thú vật. Ở dưới nhìn lên rất khó thấy là tại vì màu đen. Dangerous nha. Có hình Đức Mẹ tuốt trên trỏm. Mary, our mother. Các tước hiệu của Đức Mẹ. Cao. Không thấy rõ này. Thấy Đức Mẹ chắp tay này. Đức Mẹ chắp tay. Rồi bây giờ mình ra đường này được không? Hay là đường kia? Rồi mình đi hết một vòng, mình đi ra rồi đó. Đi ra rồi giờ xuống cậu đọc kinh này. Đi hết một vòng của vườn. Xuống bên này ha, mình xuống bên này phải không? Giờ mình xuống bên này. Bây giờ mình xuống chỗ đại
chỗ tượng đài đọc kinh, số đọc kinh Đức Mẹ. Ừ, quá đẹp. Bonsai đẹp quá. Xuống đọc kinh. Giờ lại đi xuống cầu thang máy. Chúng con cậy vì sanh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi hàng sáng phép mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa đồng hành vô cùng trong bỏ con, trong đời con không lầm đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người cùng hành sinh giữ con. Xin thế làm người chủ tội chuyện trên cây thân giá vì con đã cho con được đọc tăng cho trời cùng chúng nhiều ơn nhiều phép bởi căn hương và đã cho con xa con. Ai có dịp tới Portland, Oregon thì hãy tới nơi có Đức Mẹ Sầu Bi, The Grotto, là một đền thờ và thánh điện công giáo ngoài trời ở tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ, được xây dựng vào năm 1924 và chung quanh khu đất là 62 mẫu với rất nhiều cây cảnh thoáng mát để cho chúng ta được những giây phút thảnh thơi an bình. Và hãy đến cầu xin mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại.